Hello chào anh em nha, em Thịnh Minh Trang để chào bà con nha. Trước mắt em đây là Blazer đời 2000 đó, máy 1.6 giờ mà tiết kiệm nhiên liệu 100 cây chờ 6.5 đó. Cảm biến dè, máy gầm êm, mâm đúc, 4 vỏ mới, đăng kiểm mới, đòn dè ghiên chưa làm đồng, chưa làm đồng luôn anh chị nha, làm dè ghiên luôn á, sơn xi còn rất là đẹp anh chị nha đó. Tích hợp xi nhan gương, máy gầm êm anh em mua về sẵn đi đó, để cho anh em mình sau này 90 triệu nha anh chị nha. 90 triệu là em có xe Blazer của Mỹ chạy rồi, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, êm ngon, chạy cách âm cũng tốt, máy lạnh sâu, đi 5 người che nắng che mưa, chạy bao bền luôn chị nha. Blazer mà đời cao hơn thì em sẽ có con 202 có túi khí nữa, 202 bán 110, 2000 là chẳng thì để cho anh em 90. Anh em qua lựa thoải mái nha. Túp ly nỉ riêng luôn nè anh chị. Vô lăng đẹp nè, màn Android luôn nè anh chị. Dàn ghế là ghế nỉ riêng luôn nha anh chị nha. Đây ghế là ghế nỉ riêng luôn nè. Ghế nỉ riêng hết luôn nha anh chị nha. Ghế rất là đẹp nè anh chị ha. Đó, anh em qua lựa thoải mái vô tư nha. Có xem là có bớt, có chơi thử là có bớt anh em nha. Quá đã, hai dàn lạnh luôn. Thì anh em nào thích cái mẫu này thì liên hệ cho em qua số là 0866 679 711 nha. Cảm ơn anh em mình nhiều.